Đây là Samsung Galaxy Z Flip 4. Nếu mà chúng ta chỉ nhìn thoáng qua như này thì chúng ta sẽ rất là khó phân biệt giữa Galaxy Z Flip 4 với cả Galaxy Z Flip 3. Năm nay thì Z Flip 4, nếu mà để phân biệt ngoại hình thì mình nghĩ là các bạn nên lựa chọn cái phiên bản mà có hai tông màu khác nhau. Nghĩa là sao? Nghĩa là một tông màu phía dưới này và một tông màu phía trên này nó sẽ khác nhau. Đấy, thì chúng ta sẽ nhìn, chúng ta sẽ phân biệt được. Nhưng nếu bạn nào mà đang sử dụng Z Flip 3 bây giờ, chúng ta dán lên đây một cái miếng dán màn hình thì gần như là nó sẽ không thể phân biệt được đâu, theo kiểu dạng dán skin ấy. Rồi, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Đây là hộp phụ kiện của Z Flip 4. Hộp phụ kiện thì chắc là cũng không cần phải nói quá nhiều đâu, bởi vì hộp phụ kiện bên trong này nó chỉ có một cái sợi cáp thôi. Và hộp phụ kiện này thì mình vẫn đánh giá là có cũng như không. Cái phiên bản mà mình đang cầm trên tay là phiên bản RAM 8 bộ 128. Bình thường ấy thì Z Flip 4 là cái chiếc điện thoại mà nhiều người đánh giá là thiếu thực dụng nhất. Bởi vì sao? Bởi vì ví dụ như là phone như này thì chúng ta sẽ mở ra để mà chúng ta có được một cái không gian hiển thị nó lớn hơn thì rất là thực dụng, đúng không nào? Và cái màn hình ở bên ngoài này của nó này nó cũng đủ lớn để chúng ta có thể trải nghiệm được. Nhưng mà đối với cả Flip ý, thì thực ra là nếu mà chúng ta sử dụng cái điện thoại dạng thanh như này, nhiều là S2 hay Ultra này thì vẫn được, đúng không nào? Thì kể cả chúng ta sử dụng Z Flip 4 như thế này, một cái điện thoại dạng thanh như này chúng ta không nhất thiết phải gập vào thì cũng không sao cả. Đây, các bạn có thể nhìn thấy này. Đấy, nó kích thước của nó thì cũng chỉ ngang, thậm chí là bé hơn, chiều rộng nó bé hơn hẳn so với S2 Ultra. Và chúng ta lại phải trả tiền cho một cái thao tác nữa, đó là gấp nó lại. Nhưng không phải chỉ để cho nó đẹp không đâu, mà đây sẽ là những yếu tố mà thực dụng của Galaxy Z Flip 4. Ví dụ như với việc nó có cái màn hình phụ ở phía ngoài như này thì cũng giống như Flip 3 thôi. Chúng ta kích hai lần vào đây, đấy, là chúng ta có thể sử dụng được cái camera selfie, chính là camera sau luôn. Sử dụng cái màn hình phụ này làm cái màn hình live view để chúng ta để chúng ta quay video hay là chụp ảnh. Đây, đây là màn hình phụ live view của nó. Chúng ta sẽ nói tiếp về các yếu tố thực dụng nữa. Ví dụ như đây, bạn để cái camera nó như thế này, đúng không ạ? Nhưng khi bạn chỉ cần gấp lại như này thôi thì chúng ta sẽ có hoàn toàn cái phần ở phía dưới này để chúng ta thao tác, chỉnh sửa các thứ rồi thay đổi. Đấy, nó cũng sẽ tiện dụng hơn. Chúng ta có thể sử dụng nó như thế này để làm một cái gương để trang điểm. Chúng ta có thể nhìn vào đây, giống như một cái gương để trang điểm, đúng nào? Tiếp tục nữa, yếu tố thực dụng nữa đấy là chúng ta sẽ sử dụng nó đây như kiểu một cái báng cầm như này, các bạn nhìn thấy không ạ? Giống như một cái báng cầm để chúng ta cầm đi để chúng ta quay video vlog chẳng hạn. Với việc là nếu mà chúng ta quay video cho cầm như này, chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy khó khăn hơn so với việc là chúng ta cầm như này đấy. Cầm như này thì nó đúng chuẩn là kiểu là chúng ta cầm máy quay phim hơn. Đấy, thì ở trong cái buổi ra mắt cái Galaxy Z Flip 4 như thế này thì Samsung có nói về cái điều đấy, và mình thấy là cũng là một trong những cái tip với cả cái trick để chúng ta có thể sử dụng cái Z Flip 4 này một cách nó thực dụng hơn so với việc chúng ta chỉ nghĩ là nó là một cái điện thoại dạng thanh xong rồi tự nhiên chúng ta phải mất công gập nó vào nữa. Và thêm một cái điểm nữa đấy là khi mà chúng ta trò chuyện với cả cái người đối diện đấy, thì tự nhiên có một cái điện thoại dạng thanh như này, đúng không? Chúng ta muốn tắt điện thoại đi, đúng không? Hay là chúng ta muốn người ta không tập trung chú ý tới, một là chúng ta sẽ đặt nó úp xuống như này, hai là chúng ta lại đút vào túi quần cái thứ nữa, thì như thế thì cái cuộc nói chuyện vô hình chung nó lại trở nên hơi gián đoạn đấy. Còn Flip thì rất là đơn giản thôi, chúng ta muốn nói chuyện với người phía trước, chúng ta muốn đỡ mất tập trung, chúng ta sẽ có thể gập cái này lại như này là xong, đỡ mất tập trung. Và người ngồi đối diện người ta cũng cảm thấy là người ta được tôn trọng hơn. Đấy, kiểu như thế. Thì đấy là cái mà Samsung họ nói ở trong cái buổi giới thiệu của mình. Đấy, hay như là ví dụ như là có thông báo đến ý, thì giả sử như một cái điện thoại nó to như này, chúng ta để lên trên mặt bàn này, có thông báo đến nó chiếm hết màn hình như này, xong nó sáng trưng cái màn hình lên, nó khiến cho cái cuộc trò chuyện của chúng ta nó cảm thấy là nó bị gián đoạn. Nhưng khi mà chúng ta sử dụng cái Flip ý, thì chúng ta có cái thông báo đến cái thứ như này thì chúng ta nhìn nó cũng sẽ nhỏ gọn hơn, nó đỡ bị kiểu như mất tập trung, nó đỡ bị phân tán hơn. Thì mình thấy là như thế cũng là một cái yếu tố thực dụng của Flip. Nhưng mà với Flip thì mình thấy là nó sẽ phù hợp với nữ giới hơn, chứ còn bản thân mình thấy là cái Flip này về phần thiết kế thì nó không phù hợp lắm với bản thân mình thôi. Năm nay thì cái thiết kế của Flip 4 nó đã được tinh chỉnh hơn so với cả Flip 3, nghĩa là sao? Nghĩa là nó làm cái cạnh này nó đã vuông vức hơn rồi. Cái mức độ hoàn thiện thì vẫn là tiêu chuẩn kháng nước IPX8. Còn tất nhiên nó sẽ không thể có kháng bụi được rồi, bởi vì sao? Vì nó có bản lề mà. Đối với cả Fold năm nay ấy, thì Fold đã có thiết kế nó được tinh chỉnh hơn, mỏng nhẹ hơn so với cả Fold đời trước. Nhưng Flip thì lại không nhé các bạn nhé. Flip thì mình cầm vào mình vẫn thấy là gần như không có sự khác biệt mấy. Flip 4 không có sự khác biệt mấy so với Flip 3. Đấy, thì đấy là cái điểm mà
mà mình cảm nhận. Có chăng là ở thì thiết kế của nó vuông vức hơn thôi. Đấy. Chất liệu thì màn hình bây giờ sẽ là kính cường lực Victus cộng thay vì kính cường lực Victus. Còn về chất lượng màn hình thì vẫn giống hệt, vẫn là màn hình 6,7 inch, độ phân giải là Full HD cộng này, xong rồi tần số quét là 120Hz, tấm nền là foldable Dynamic AMOLED 2X thì vẫn như vậy thôi. Có chăng ấy là cái phần viền màn hình bây giờ thì nó đã được làm mỏng hơn một chút, nên là cái sổ này cái diện tích mặt trước nó lên tới là hơn 85%. Chính xác ra nó là 85,4% so với cả 84,7% của thế hệ cũ. Đấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái mặt trước này trông nó đẹp mắt hơn thôi, chứ còn thực chất là mình cảm thấy là về chất lượng tấm nền thì vẫn như vậy thôi, không có điểm gì khác biệt cả. Cái phần camera selfie này vẫn rất là to nhé các bạn nhé. Và tất nhiên rồi, với một cái sổ màn hình gập như này thì chúng ta cũng không có vân tay bên trong màn hình làm cái gì cả, mà chúng ta sẽ sử dụng vân tay bên cạnh hông. Nhưng mà vân tay bên cạnh hông thì cũng rất là nhạy, không có điểm gì phải đáng lăn tăn cả. Mình kỳ vọng là cái màn hình phụ ở bên ngoài này này nó sẽ to hơn so với thế hệ cũ, nhưng mà ở đây thì nó không có sự khác biệt. Camera thì vẫn giống hệt như vậy thôi. Hiệu năng hiển nhiên nó là phải khác biệt rồi. Bây giờ thì hiệu năng là con chip 8 Gen 1 rồi. Nhưng mà mình thì mình không biết là con chip 8 Gen 1 đấy liệu nó có bị nóng hay không. 8 cộng Gen 1 xin lỗi, nó là 8 cộng Gen 1 so với 888. Nhưng mà mình không biết là liệu con chip 8 cộng Gen 1 này nó có nóng hay không. Thì chúng ta sẽ phải chờ những video test game của Admin Kha xem như nào. RAM ROM tối thiểu thì vẫn là 8128. Nhưng mà năm nay thì chúng ta sẽ có phiên bản ROM tối đa sẽ là 512. Thế là cái sự khác biệt về phiên bản tối đa. Còn camera thì thực sự là một sự thất vọng rất là lớn, khi mà cái chất lượng camera mình thử thì nó không khác biệt mấy. Có chăng là tiêu cự của cái camera chính năm nay nó đang ngắn hơn, nó là tiêu cự 24mm thay vì 27mm, thì cái camera chính nó sẽ cho góc chụp nó lớn hơn một chút so với cả cái camera của Flip 3. Đấy, chứ còn camera góc rộng thì là giống hệt. Đấy, nhưng mà được cái là năm nay thì pin sẽ được cải tiến hơn khoảng 10% nhé. Năm ngoái thì pin nó chỉ rơi khoảng 3K3 thôi, nhưng mà năm nay là pin sẽ là 3K7 các bạn nhé, 3700 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 25W. Năm ngoái thì chỉ là hỗ trợ sạc nhanh 15W thôi. Về phần mềm thì hiện tại là mình có tham khảo ở trong phần cài đặt ở đây thì sẽ là phiên bản One UI 4.1.1 trên nền tảng Android 12, thì cũng là cái phiên bản phần mềm mới nhất bây giờ rồi. Nhưng mà cái trải nghiệm thì nó vẫn hệ y hệt nhé, không có điểm gì khác biệt đâu. Có chăng là ví dụ như là cái phone này thì nó còn có cả cái thanh touch bar ở phía dưới thì nó có sự khác biệt hơn đấy. Đấy, chứ còn Flip thì thực sự là mình thấy là nó chỉ có sự khác biệt về phần hiệu năng và về phần pin thôi, còn lại thì trải nghiệm giống hệt với cả Flip 3, giống hệt luôn đấy. Kháng nước cái thứ cũng giống hệt, loa ngoài là loa kép có, nhưng mà chất lượng thì cũng giống hệt. Phần mềm bây giờ thì như nào thì sử dụng y hệt như nhau mà đấy. Có chăng tinh chỉnh một chút về phần thiết kế, hiệu năng thì có sự khác biệt, pin có sự khác biệt, nghĩa là đây là một cái phiên bản toàn diện hơn của Flip 3. Nhưng vấn đề ở đây là gì? Đấy là cái giá bán thì thực sự rất đáng yêu luôn các bạn ạ. Mình lại nghe nói thôi, khổ, giá bán có tầm khoảng 19 triệu rưỡi cho đến 20 triệu. Hình như là tầm 19 triệu 7 thì phải, biết có đúng hay không? Nên mình nghe nói như thế nhá. Để biết được mức giá chính xác như nào, bạn hãy kích vào đường link mình để phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả của video này, để mà truy cập vào website của Flip 3. Đại loại là mức giá thậm chí còn rẻ hơn cả mức giá khởi điểm năm ngoái của Flip 3. Và bây giờ thì cũng không chênh lệch nhiều so với Flip 3, chỉ chênh lệch tầm khoảng 3-4 triệu thôi. Nhưng chúng ta sẽ được một cái hiệu năng tốt hơn và pin tốt hơn khoảng 10%, 3.700 so với cả 3.300. Đấy, thì đấy là những cái sự khác biệt mà chúng ta có thể cảm nhận thấy rõ ràng. Chứ còn về màn hình hay về vân tay hay về kháng nước hay là về các yếu tố khác thì mình thấy là nó không có sự khác biệt. Có cái tệ nhất là cái camera này, là cái nếu mà nâng cấp camera nữa thì tốt, nhưng mà cái này là cái mà mình đáng chê nhất ở trên sản phẩm này. 3 năm trời, 3 thế hệ không khác biệt nhau mấy. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.